Lấy đúng hai cái quý vị vì đúng hai cái mình nhỉ. À dâm ô à chú sớ lơ kè rò mi bùng kè. Nó à là bùi dinh nà kè bà kè. Ephesians 6, 1 and 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment we promise. Con tìm nghề hay sợ, lúc khám kiếm nó sống năng phục tù lệ, chỉ bố mẹ, tìm vòng đồng vô. Hãy tụi bè, tìm vòng đất vòng. Nơi bà lãn áo, rì kì lưu bè rằng bà bà chí sư bà 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 sư Matthew chapter 7 verse 7 na tele cha na mar mai chu te je che lu chi chu da nui da pe u sin pe lu chi chu da nui ngau lu sin ke tung lu chi chu da ki kam ke po nui da pe u sin cha na ka ba cha ask and you will receive seek and you will find knock and the door will be open to you la chu da che lu lo da chu da ha ni da pa ki lu lo ngam no da cha pe gu ma cha ma rim ning ching ni ra anh ấy bị quên nhưng chính niệm mặt trời mới nhưng chính niệm là cả trái ấp anh ấy mắc cái gì à mau đi ra chăm sóc cái gì just for example cái anh ấy do not judge others from above anh phong chúng ta anh ấy mình nói đúng Matthew 7:1 anh phong chúng ta do not judge others or you be judged the phong chúng ta anh ấy bên này khi luôn dài đời là bên này khi dài really luôn cái tư chi mà nè anh ấy mình nói đúng quý đấy judge đây thì chú đây là nam bảo bảo chỉ để lung linh mà chỉ để bất suy mà bảo chỉ đâu để cho anh judge đi rồi bắt đầu anh em mong đâu anh ấy kể chi rồi mà love one another để cho dân đó anh ấy hàng ngày đấy hú em không cần lung mà mà seek and you will find để cho dân đó phải biết rằng nó để cho anh ấy Matthew 6:33 là phong chúng ta seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The point to know. The good kingdom of no pay like a puy bamla no. That's why each guy. The good kingdom of fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Chúng tôi đã lấy cái bùi ra phần bằng này không? Anh ấy đã để bộ đồ ngự bám mấy cái bình, anh ấy biết cái chết tế bê lộ. Anh ấy, bây giờ hẹn quang đấy anh ấy. Anh ấy bây giờ hẹn quang ở lòng nữa. Anh ấy phít mấy phít mà nó đã phải chắc cái bình biết cái. Bây giờ hẹn quang kém chi đấy. Bây giờ luôn sao này, nàng bình lạ này kéo mấy xe tới mấy xe bằng cái bình chắc ép tế bê lê bằng chú lê. Chỉ cần anh ấy, anh ấy kì đều anh ấy tê là mầm nên nè anh ấy chỉ để anh ấy bông tê để tê luôn đấy là anh ấy kì đều đúng sai rồi lia anh ấy tê lúc là kề rồi để tê thì mầm nên nè chỉ bỏ đúng đấy bên mi tê làm việc bây giờ chỉ cái việc đó anh bảo bảo cả bên người quảng kiếm chỉ việc bây giờ luôn chỉ bảo chả năng đâu phải kiếm mấy xe bị chỉ bảo nó bán nó bán lại cái bây giờ lấy chứ chỉ cả cái bây giờ chắc cái bị lỏng, nỉ lỏng cái à, chỉ có chưa, nãy đã bảo là fruit of the spirit để bám vào trái, cái tung ngay sân này, bây giờ kem chi ra bên này, à bây giờ holy, sorry, bây giờ angels bên này, nỉ chứ này, tiếng im rồi khi cầm lên cái bên này để chụp bề ngoài là, chỉ là, đó là bảo tin rằng mình COVID 19 mà tới đó là mình đã kể hết sự là mình đã tự trải lên được cái tuổi thế không? Nên Bible là cái rằng phong trào, cái sao mà cái rằng phong trào Second Timothy chapter 1 verse 7 là phong trào. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love and self-discipline. À bảo tin rằng mình đã self-discipline tới lúc nào thì thế? Hàng ngày người ta cứ cố gắng cố gắng cố gắng cái cú đó là bao gồm cái cú đó theo luật là bao gồm kinh kinh theo luật là hàng ngày để encourage thì là bao gồm xong rồi theo luật là
encourage thế luôn họ gặp được cũng được là phải đúng ai đấy xin luôn ra trên này họ đi ra cổng trình thì cái bữa đó họ thấy chuyện gì chẳng cái này đây sẽ là một bữa rồi nó phải situation nào mà mình đã này nó phải condition nào mà mình đã bảo Hebrew 13:5 phải là một chúng ta I will never leave you nor forsake you bằng chúng ta đừng nghĩ đi làm lại bằng tay ở bằng lại chỗ gì đấy nằm chỉ bằng quỹ máy xe nó phải situation nào mà mình đã làm bảo tay ở bằng đường cho chúng ta phải tự luôn nào rồi chúng ta Philippians 4:13 nào chúng ta if God is for us who can be against us chỉ đấy mình luôn ở bằng mỗi đường luôn chụp cái sao mà nghĩ luôn Joshua 1:8 chúng ta do not let this book of law depart from your mouth meditate on it day and night so that you may be careful to do what is written on it then you will be prosperous and successful prosperity in your health so whatever you do he will help you to succeed chỉ cần này và bao sao mà nghĩ là luôn mình cũng thấy trong lòng mình là cái lòng nghi ngờ mà luôn thật sâu lắm cái bụi tế luôn mà luôn lo vậy chắc là ai để tiêu luôn là mình ta và bao giờ sâu lên chưa là chỉ là chúng mình phải làm nó để và bao giờ nó sâu lắm luôn mà là Tingim ke bom onipe nzi kara tsabe te lulo nhe guang te guang ke lube te lulo tingim ga nsui nrang chang kala nzo e ki de ai pau de de le pone de nsui ba te lulo tingba ram sang ne puk ani de pelo ani mau gi belo ani de mi mau gi be kala nzo e ani de pua ke he de ga ge kai helo de de ke sia be ga de ani de te ke li lulo Suine nhe guang nkin king na nji ke lung tat wo guang ke lu ba te lu long